đồng bào và chiến sĩ yêu quý. Từ năm 1965, đế quốc Mỹ đưa hàng chục vạn quân trực tiếp xâm lược miền Nam nước ta và gây chiến tranh phá hoại miền Bắc nước ta. Nhân dân ta đoàn kết một lòng, kiên quyết đánh Mỹ cứu nước, đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang. Đến cuối năm 67, quân và dân miền Nam anh hùng đã diệt, làm bị thương và làm tan rã hàng chục vạn quân Mỹ, quân Ngụy và quân Chư Hầu. Quân và dân miền Bắc anh hùng đã bắn tan xác hơn 2.680 máy bay giặc Mỹ. Sang năm nay, bọn Mỹ xâm lược càng bị động, càng lúng túng. Quân và dân ta thừa thắng xông lên, nhất định giành được nhiều thắng lợi to lớn hơn nữa. Nhân dịp năm mới, tôi thay mặt đồng bào và chiến sĩ ta gửi lời chúc mừng đến các nước xã hội chủ nghĩa anh em, các nước bạn và nhân dân toàn thế giới, kể cả nhân dân tiến bộ Mỹ, đã nhiệt liệt ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân ta. Tôi chúc kiều bào ta ở nước ngoài năm mới cố gắng mới, tiến bộ mới. Với đồng bào và chiến sĩ cả nước ta, tôi chúc mừng năm mới như sau. Xuân này hơn hẳn mấy xuân qua, thắng trận tin vui khắp nước nhà. Nam Bắc thi đua đánh giặc Mỹ, tiến lên toàn thắng ắt về ta. Không vô tay. Được rồi hả?